tình huống nguy hiểm nhưng rất thiết thực cho đời sống cũng đã trải qua. Căng thẳng, lo sợ, rối ren bây giờ được đổi lại bằng một nụ cười tươi rói. Đồng nghĩa, nhiệm vụ còn lại sẽ trôi đi một cách nhẹ nhàng và thật đẹp. Cả hai sẽ đến cánh đồng cừu để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Thế này 2 giây nó đi, xong rồi muốn nó quay bên nào kéo bên đó, kéo một bên thôi, giống như mình lái xe vậy đó. Đi đi. Ơi. Đi đi. Chậm thôi. Cầm 2 giây hai bên, anh cầm đi anh. Ai, nó đi chậm như vậy hoài thì được, nó chạy nhanh nè, làm sao mình thắng lại nè anh? Được 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 được. Rồi, đây. Đây. Phải, đưa phải, anh ơi. Những chú chó hung dữ cũng làm cô khiếp sợ. Chú ngựa hiền lành cũng làm cô sợ. Có lẽ cô quên rằng sau lưng cô còn có một chàng hoàng tử cao 1m80 đang bảo vệ cho cô. Rồi thì chàng hoàng tử áo đỏ đưa cô nàng áo sọc qua suối an toàn, mặc dù có lẽ chàng cũng còn trúng lắm. Cả hai sẽ cùng phối hợp lùa 3 con cừu vào trong chuồng và đứng được ít nhất 15 giây. Hoàn thành xong sẽ nhận được cờ chiến thắng. Anh chặn một con đi, anh chặn không? Bên kia. Trời khó quá à. Thôi mình dụ nó ăn cái gì được không? Có nè. Đây. Có. Đây. Em đẩy số lưng. Nó bự quá, em đẩy nó không nổi. Đây. Dỗ ngọt cũng làm rồi, nhưng mấy bạn cù này không chịu nghe lời, vì thấy mình và hai người kia hình như không có thân. Một con nữa thôi. Ê, anh chặn hai kia lại đi. Đây. Rồi nha. Ok. Bắt đầu. Bây giờ. Anh chặn nó lại. Ba con này anh ơi. Không chỉ có 3 con mà bây giờ là 1 bầy. Cũng phải thôi. Cù sống theo bầy đàn mà, làm sao tách 3 con riêng biệt ra đây? Cho em thêm bắp đi anh. Anh giải từ từ, đừng có cho nó hết, đừng nó chạy vô nha. Rồi, ok. Đừng ít hộp thôi. Nha, đây.
Kìa kìa. Bê bê bê. Bê 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 bê. Ôi rồi. Sao đây ta? Anh đuổi hai con rồi. Bê bê bê. Hay. Anh ơi gãy ít đó thôi, nhiều quá không còn đâu. Có một con à. Bê bê bê. Bê. Trời ơi, đừng nói cho nó lại nhiều như vậy. Anh ơi, lại đuổi anh con anh ơi. Bê. Bê 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 bê. Trời ơi, sao kỳ vậy. Anh đi chạy không? Bê 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 bê. Bắt đầu tính giờ anh ơi. Trời, con mập. Rồi anh chạy lại là vừa đó, anh chạy lại là vừa. Bê bê bê, trời ơi. Anh gãi nhiều vậy là nó vô nguyên bài đó. Lại thất bại rồi. Lần này cô nàng không tiếp tục giữ cừu trong chuồng nữa mà đổi nhiệm vụ ấy cho Quốc Bảo. Liệu kết quả sẽ ra sao? Bê! Đuổi ra nhiều đi anh Bảo ơi, đuổi ra mấy con đi. Em đi qua kia kìa. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yeah! Rồi thì sau mọi nỗ lực, cả hai cũng đã thành công. Xin chúc mừng. Tập tiếp theo, cả hai sẽ đi tìm nhà ở để ở trọ qua đêm, giống như điều mà bao lượt khách khác từng làm. Chưa ai phải ở ngoài đường, nhưng họ thì sao? Tất cả sẽ là chặng đường phía trước. Mời các bạn đón xem chương trình trên khung giờ quen thuộc 17:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.